Ok, thì hôm nay tôi sẽ vô tôi ngồi tôi quýnh con Uta cho mọi người xem ha. Đây, đây là con Uta đây mọi người. Đấy thì nó đây ha. Thì hôm nay là boss nó cắt hệ cho nên là tôi sẽ swap vô để đi khuôn nhỏ mấy anh em. Rồi, ok. Nên mọi người coi đam nó sẽ như thế nào. À mà chắc không đổi đâu. Từ từ để ra swap đồ hình lại tại vì con này quýnh có 3 lượt thôi. Nên tôi gõ cho đủ đam chắc không cần quýnh hệ đâu mọi người. Tôi nghĩ là như vậy. Tại vì dù gì để con tóc tím vô đam nó vẫn to hơn. Rồi đây ha, thì ui cái này ra bụi thiệt hơi xui mọi người. Rồi đây cái skill của nó lên như thế này. Rồi đây là skill của nó nha. Thì khi mà mấy anh em đặt thẻ con này, mấy anh em đặt thẻ con Uta này đầu tiên thì nó sẽ boost cho toàn bộ thẻ trên sân. Cái chân bốn cái lá bài này nè, nó boost tăng lên 1 sao luôn. Đây nó boost tăng 1 sao luôn đây mấy anh coi ha. Rồi đây, nè nó boost từ đây nè, đó từ 2 sao lên 3 sao nè, đấy. Rồi con này nó boost thêm một phát nữa là con sau lên 3 sao luôn nè, đây mấy anh em coi nha, đây lên 3 sao luôn nè, đấy. Rồi đấy, rồi. Đó, má con này bá vải đạn mấy anh em à, siêu sức bọt luôn. Rồi. Nó lại thêm một cái nữa là con này không bị chón được nha, con này mặc định luôn là con này không bị chón được. Rồi ok. Đấy. Hơi xui nhỉ, bộ thẻ nó ra hơi xui với anh em à, ra hơi xui với anh em. Hơi xui cả nè. Bút cái này hai luôn, phí quá. Ra xui nha. À lần này đam không ngon, lần này ra bộ thẻ hơi xui với anh em à. Thường đánh con đó là nó sẽ ra một tờ xăm nhiều thì mấy anh em sẽ bút được nhiều lần hơn. Đam nó sẽ to hơn. Rồi ok. Ngày hôm qua tôi uống với con thằng già trong cái vali á. Đam top 6 silver. Top 6 silver. Thua top 3, top 4 thì thua mấy trăm ngàn đam thôi. Rồi ok, đánh lại ha. Đam được 1.2 triệu mấy anh em. Đấy, con này là siêu support luôn. Con này kiếm thêm một con đam nữa thôi. Má xui nha. Xui ta. Xui ta. Nó ra bộ thỉ này, mấy anh em đánh con này với ra bộ thỉ vào đầu với bố thế giới. Chỉ cần mấy anh em lấy đam to nhất thôi, ra cái bộ thỉ cho nó ngon một tí nha. Rồi phải ít nhất là 2 thiểu con tựa xanh này đầu game thì đam mới ngon được. Rồi ok đây nè, đây là cách đánh của nó nha. Rồi đi đam boss bằng con này đúng không? Thì khi mà mấy anh em chọn đam con này đúng không, thì sau khi mà mấy anh em đam cái này thì mấy anh em chọn con này, đây chọn hai con này thì nó sẽ boost hai con này lên 3 sao luôn. Đó, một sao con này boost thêm phát nữa lên 3 sao. Đó là mấy anh em có hai con 3 sao đam liền ngay từ đầu game luôn, mà con này nó vỗ một lần 250 cái đam. Đấy. Rồi đó. Ừ thì anh nói con này bá mà, trời quá con bá bãi đạn luôn. Đó, nói con này bá bãi đạn luôn. Rồi vàng này lên 2 sao đúng không? Bây giờ em boost con này đó, em cho con thợ xăm này lên đầu tiên. Đó, lên thợ xăm này đầu tiên xong rồi cho bây giờ em muốn ví dụ như là hai con đam đơn, hai đam đơn K5 này đúng không? Lên một con nè, hai con nè. Đấy. Xong bây giờ dư 3 sao đúng không? Em bỏ con này lên luôn. Đấy, nó boost nguyên một vàng lên 3 sao mà nó boost luôn ở dưới nha, nó vừa boost ở trên mà nó vừa boost luôn ở dưới nha. Nghĩa là dưới em đang có con nào thỉ nào 2 sao thì nó sẽ boost toàn bộ cái vàng thỉ đó lên 3 sao ở dưới luôn, kể cả ở trên ở dưới đều boost luôn. Nhưng mà lên thỉ 2 sao thì nó sẽ cho em thêm chỉ số. Đó. À bá lắm, cái bộ thỉ này là siêu bá luôn. Rồi này cắt của kia nè, đấy xong tôi ca 3 sao nè. Rồi em bây giờ ví dụ lên con này đúng không? Lên xong con này đúng không? Bây giờ mấy anh em muốn cái này là 3 sao đúng không? Bây giờ mấy anh em muốn boost một con này tại vì hai con này của tôi đang bị chóng rồi. Bây giờ 3 sao đó nó boost hết một chỉ số dạng luôn nè. Mấy anh em coi thỉ đây nè. Nè coi cái bộ thỉ đây nè. Nè mấy anh em coi bộ thỉ đây nghe, nó boost lên một phát nè. Nè lên màu luôn đó. Đây không? Lên từ cấp 1 lên cấp 2 luôn nè, thấy không? Đó là nó tăng cái sao của thỉ lên luôn. Đấy, nói chung là quấn con này, nói chung là mấy anh em ra thỉ con này được nhiều thì mấy anh em sẽ boost được nhiều đam lên lắm.
Rồi ok đó, nãy một đánh con 1.2 à, bây giờ là 1.5 luôn đấy. Cái này mấy anh em có mấy con đam đương á, con này là boss đỏ mà tôi không có mấy con xanh dương để khắc chế thôi đó. Đam đây tầm này là đam được 1.4 nữa, 1.5 luôn này đó. 1.6 rồi đó, ăn gần như mát luôn nè, nó hàng 7 nữa không? Rồi. Anh xả 100 thể lực vào anh tí sẽ thể lực vào cái sự kiện mới tầm đây có sự kiện này hả? Đây sự kiện này đổi rồi. Đây sự kiện này đổi rồi. Anh đang cố gắng quay thêm một con Uta nữa, tại vì anh còn một con đó thôi, anh còn một con nữa là anh nâng max cái này luôn. Con này nó ưu tiên nâng thẻ 3 sao luôn nha. Đây anh còn đúng một, anh còn đúng hai thẻ nữa, thì anh còn hai thẻ nữa thì anh biết nên quay hay không. Anh quay bảo hiểm xong rồi thì biết nên quay hay không để max cái 3 sao này luôn, max cái thẻ 3 sao này luôn. Tại vì max cái 3 sao này lên nó cũng nó boost thêm được tới nhiều dam lắm. Bên chủ gacha hả? Đây à, cái nào đâu? Đâu cái nào đâu? Đâu cái nào? Đâu phải sự kiện chú gacha đâu, thấy cái nào đâu? Đâu? Chỗ nào? Có thấy gì đâu? Chú gacha chỗ nào đâu thấy gì đâu? Rồi ok, BK thử cho mọi người xem BK thực tế như thế nào ha. Ở trong cái sự kiện bấm qua cái gacha thế giới rồi đổi đồ cho mình. Đây hả? À cái này quay rồi, đây đúng không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Rồi cái này có quay rồi mà, cái này có quay rồi. Kiểu gì đã đổi xong rồi. Rồi ok, này xả thể lực spam thôi. Rồi. Đây đi BK thẳng con này ơi, sẵn đi một lần luôn cho mấy anh em xem. Rồi, cho mọi người xem ai, cho mọi người xem cái độ bá sở đạo của nó ở đây. Ảo lắm, con này lấy giờ đúng ảo luôn. Giờ độ hình tôi chỉ thiếu tăng rồi đây, ví dụ đi đúng không? Bây giờ tôi ra hai thợ xanh đúng không? Cái độ hình của con này, cái width của nó, cái width của con này là nó sẽ là bị khắc chế với con Tuka đúng không, mà tôi chỉ cần hai con Tuka thôi, tôi búp hai con Tuka lên 3 sao nè, đây coi nè, rồi 2 sao nè, rồi 3 sao đó, hai con Tuka nhảy hết xong rồi hình má, tôi nói con tướng nó bao lỗi luôn đấy. Đấy có thêm HPK là gì, HPK là gì, viết tắt nó đọc không ra đâu. Rồi này cầm này thì dỗ bao nhanh luôn, rồi con này 2 đúng không, con này 2 nè. Rồi bây giờ mấy anh em không muốn tốn đúng không? Mấy anh em muốn đỡ tốn mấy slot mấy này, để tốn này lên đúng không? Mấy anh em có hai con này hai đúng không? Đỡ tốn 19 đúng không? Bút 2 nè, 1 nè, 2 nè. Đấy, rồi thêm con này 2 nữa, nó bút lên dạng 3 sao luôn, hồn vũ khí hả? Hồn vũ khí nó thêm được cái tăng bút lên, con này hồn vũ khí nó là bút thôi. Chỉ tăng cái bút cho nó thôi. Đó, nó bắn một cái chết luôn. Đấy. Rồi đó, bút lên một dạng 3 sao luôn rồi đó, cho nó bút thêm công nè, nó bút thêm công rồi nó bút thêm phòng thủ. Rồi sau bao nhiêu 8 lượt, sau bao nhiêu lượt đánh á thì con này nó sẽ bút siêu cho mình nữa. Đây để mình mở cái hồn vũ khí ra xem. Cái hồn vũ khí anh quay không ra, sáng anh quay gần 300 chiều luôn quay không ra. Đấy, rồi 3 sao không đó. Nói chung mày chơi con này xong rồi mày y như hắc đó mấy em, mày chơi con này như chết. Má tướng lỗi với cướp mấy em, mày tướng này con này quýnh là 3 sao luôn, quýnh bây giờ đi quýnh boss là không cần đi miếu luôn mà, quýnh là cứ càng luôn, càng quét nó luôn đó. Mạnh bảy đạn nha. Nhưng mà sáng quay hơi xui, sáng quay toàn bảo hiểm mà còn lệch nữa má. Quay lệch quá trời lệch luôn, mày 6 con mà quay lệch mới gọi lệch 4 con á, lệch 4 lần á mấy anh em, mày lệch quá trời lệch luôn, mày lệch đau đầu lệch luôn á, lệch quá xá lậu luôn á. Rồi tính anh nâng mát lên, nâng mát lên rồi nâng cái mát lên cái thẻ thứ ba đó luôn, còn hai con nữa thì nó xin lệch, sợ nó lệch thôi. Ớn chắc là không lệch thôi, còn nó quay không lệch thì không sao. Sợ là sợ không lệch thôi à. Đó giờ này ngứa mà ta. Rồi, đó, BK thử cho con đi.
đi đánh thử thẻ Ultra mọi người xem bịp lắm. Còn hôm nay đi bị kiệt ngãi. Đây, hôm nay tôi lấy xong con đó về tôi đi được con này luôn đây. Hôm nay lấy được con đó về anh đi được con Ibis đi luôn rồi nè. Đây, hôm nay đi được Ibis đi luôn rồi đây. Hôm nay anh đi được con Ibis đi luôn rồi. Đây nè, anh đi được Ibis đi luôn nè. Anh bút, nó bút nguyên một team luôn. Đây nè, nó bút nguyên một team luôn, đi đã lắm. Nó bút cho anh Kim đam mấy trăm triệu luôn mà. Đây, bút nguyên một team luôn, đam phê lòi luôn mấy em mà. Đây, bút đam nguyên phê lòi luôn đây. Invite mấy thằng top vô đây, invite thằng top vô đây, invite rau xì vô đây. Nó bút bao đã rồi, bút nguyên cả team luôn. Ok. Này bút nguyên team luôn rồi đây nè. Nè đây, ví dụ như bên đây đúng không, anh đặt thẻ vô đúng không, tụi này bình thường đấy đúng không, của anh đặt vô nè, đấy. Rồi. Rồi. Rồi nó bút rồi nè, cái phiên cũng được anh bút, bút cho tầm độ luôn nha. Anh ao được chiến với con Ken Ucha này luôn á, mà anh đi vô anh bút lên mà bút cho cả team được nhận luôn. Cô giúp nữa Ken 3 sao đấm nè, đây giúp nữa cô Ken 3 sao đấm nè. Nè coi chút nữa bên kia toàn thứ ba không, bên kia toàn thứ ba không thôi. Đây không còn đâu nè, đó nè, Ken 3 sao nè, Ken 3 sao đấy, thấy chưa. Đó tôi nói Ken 3 sao rồi đủ đủ thứ luôn, muốn gì cũng có nè. Mà này mấy anh em con Ken 3 sao nè, Ken XXR nha, con Ken cũ này là Ken XXR nha. Nè con Ken 3 sao đấm nè. Ui hoài 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 hoài, một mình nó đấm. Ôi 652k đam. Đó một mình nó đấm đó mấy anh em, 652k đam mấy anh em. Nó chặt con boss nào, nó chặt con boss ra phát nào ra phát đó luôn không. Cái này không cần bấm chút quá đâu. Không, con Ken của con này là con Ken XXR mấy anh em à. Con Ken của này là con Ken mạnh nhất server nha, nó 3 sao tiếp luôn nè. Mà tôi boost cho nguyên một team 3 sao luôn đó, tôi boost hơn mấy anh em đấy. Mà xui cái này không ra hình, không ra thợ xăm nữa, này cũng hên xui nữa nhân phẩm mấy anh em à. Nó ra mấy ra thỉa của con thợ xăm mới ngon đó. Mình con Ken nó đấm bằng cả 500 gì đó mấy anh em, ảo lắm. Cái con của anh hơi xui không ra hồn vũ khí thôi, ra hồn vũ khí nó bút bao ngon luôn. Mà con Ken này là con Ken đây là con Ken quái, phụ bản là con Ibis nha, con này là con siêu khó luôn á. Phải đủ được chiến đi được mà anh đi ao được chiến luôn á, anh đi anh cầm con này vô anh đi vượt được chiến luôn á. Xui vậy ta, không ra con kia nữa ta. Không, đi vô đi cầm con này vô bút ảo đó mày, bút thằng khỉ đằng sau luôn được anh, cho nên anh không có quay con cầm lưỡi hái chứ. Anh lấy anh quay con cầm lưỡi hái này rồi, con cầm lưỡi hái này đi ải ngon lắm, nhưng mà đi ải ra mau quen ngon lắm tính quay chứ, nhưng mà thôi để dồn quay con kia. Sau này chờ con đam mau quen khác không được. Rồi đẩy con này lên 3 sao đấy, xui không ra, không con ra thiển thợ xăm đấy. Thuốc tử Hikari cho anh, không Hikari tới cụ rử lận. Hikari tới cụ rử lận. Đâu ăn Hikari nó không nghỉ game rồi, Hikari nghỉ game rồi, tụi đâu chơi chứ. Hikari nó nghỉ game rồi. Nó chơi Honkai Star Rail, nó đi chơi game của Gia Mời. Bây giờ nó tập trung quanh bên men thôi, game này tốn thời gian quá, ngày nào cũng vô chiêu tốn thời gian quá. Không, con này nó còn miễn chó mà, đó con này nó miễn chó luôn nè, không có chó được nó luôn, anh em nó miễn chó luôn đấy. Đỉnh lắm. Rồi tới bên tôi luôn, lượt này xui không ra tờ xăm mấy anh em, xui vãi. Nó không ra thiểu của nó luôn mày, bịp phải mấy anh em, lâu lâu em bịp lắm. Rồi. Rồi đó. Không, tôi đi luôn cái Ambit luôn mấy anh em. Đã lắm, nhưng mà đi cái này đi, con lấy con Uta này về đi rồi bao đã luôn mấy anh em. Đi cảm giác nó spam mãi nhanh á. Rồi ok. Đó đó review Ulta cho mọi người xem đó. Con này quay banner được tới 14 ngày. Con này quay banner được tới 14 ngày. Đấy. Tí nữa mọi người, tí nữa.